đây là có lâu đài huyền bí à? Lâu đài huyền bí. Lâu đài huyền bí là như thế nào nhỉ? Đoàn người thật của nhà thì háo hức đi nhà mà như là đấy. Lâu đài huyền bí là có cái gì không em? Thì anh cứ đi vào đi ba. Lâu đài gì nhỉ? Lâu đài huyền bí. Wow, ta đi vào lâu đài huyền bí các bạn ơi, đi nào, nào con ta đi nào. Có những cái tiếng động kệ họ nhá. Ở đây các bạn nghe có những tiếng động phát ra nhá. Đây có cái hình răng này. Wow, ta đi từ từ đấy cảm nhận nhá. Đi con. Nào các con ta cùng đi nào, không sợ. Wow, đây thì là tối các bạn ạ. Wow, đây là lâu đài huyền bí mà có những tiếng này, tiếng la tiếng hét này. Wow, cái này là bằng máy người máy người máy. Bán đi bán sợ, ta lại đi tiếp nha. Wow, hay chưa? Đi tiếp đi bán đi. Đi bán đi. Các bạn đi đâu mà? À, cái gì đây? Sợ quá. Đâu nữa nào? Nhảy nó to ra chứ gì mày ấy rồi. Trời ơi. Đây có gì không? Thứ tư nó có. Đây có gì không? À. Đâu xem nào. Trời ơi. Wow. Đâu đây? Đi đâu rồi đây? Đâu cái hoang thế này? Khó lắm ấy. Kịch cha. Mà cái này đi mình là cũng nổi thôi. Wow. Quay luôn kịch mình. Wow. Đây là vòng quay gì đây? Ôi trời. Wow. Quay luôn. Quay quá các bạn ạ. Quay à. Ui. Wow. Quay thì quay thì quay. Wow. Cái gì đây? Nhìn dáng này cho nó kêu anh. Ồ, anh em bắn sợ quá, đang đi, ba đi dài lắm. Chúng ta ba sẽ quay cho các bạn con xem nhá, mở cho con xem nhá. Đấy, như vậy là chúng ta vừa trải qua một cái mê cung huyền bí này. Đây cái khu rất trời rất chi là sợ, bắt đầu lâu đây. Quan trọng công chúa. À, quan trọng công chúa. Rồi. Con đứng đây. Hôm nay con đi coi ổ à? Là con sót à? Ô, chị ở đây nhìn hổ này. Đây, hổ đây đang ăn cái gì đây? Ta quay nào, xem hổ nào. Wow, hổ.